Thunder Rocket cướp được sức mạnh từ chiếc bó thừa Rocket từ Bloodstock. Anh đã có được Vesemark bằng phán đoán thần kỳ của Banjo. Khả năng của form này, Banda với chiếc móng vuốt khổng lồ của mình tấn công kẻ thù bằng lực từ cú vả của loài gấu trúc với những bộ móng vuốt sắc nhọn. Còn phần Rocket của anh giúp cho Bill bay lên bằng động cơ tên lửa, giống với cách mà Kuroforzet hoạt động. Ngoài ra, anh khả năng bắn cả một chiếc tên lửa từ tay của mình về hướng của kẻ thù. Đòn tấn công này có quy lực khá lớn. Và đây là tất cả gì mà form Rocket Banda thể hiện: áp sát kẻ thù bằng tên lửa, tấn công từ xa chúng, cũng như khả năng cận chiến siêu việt với sức mạnh của bàn tay gấu trúc. Đòn Vortex Attack của form này, Bill sẽ tạo nên một vòng tròn elip quay quanh kẻ thù. Anh lao vào tấn công chúng bằng sức mạnh của tên lửa theo một quỹ đạo được định sẵn, sau đó vả một cú cực mạnh vào bàn tay gấu trúc vào mặt kẻ thù để kết liễu chúng.